Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020. Hướng dẫn tinh giản bậc tiểu học được xây dựng cụ thể cho từng môn học của từng lớp học từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó, có 9 môn học được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ 2 gồm Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Thủ công, Kỹ thuật, Thể dục với bậc trung học các môn thực hiện theo chương trình nâng cao các trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng phù hợp với đặc thù môn học đối với các môn mỹ thuật âm nhạc thể dục các trường chủ động điều chỉnh nội dung hình thức phù hợp thực tiễn